cuộc đua cho chức Thủ tướng Nhật Bản, ứng cử viên số 3. Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông LDP. Bà Sanae Takaichi, 60 tuổi, là cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông dưới thời của cựu Thủ tướng Abe, đồng thời cũng là thành viên đảm nhận chức vụ này dài nhất trong lịch sử Nhật Bản. Bà hiện không theo bất cứ phái nào trong LDP. Bà Takaichi trúng cử lần đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 1993 cùng thời với ông Fumio và từng mất ghế trong Hạ viện năm 2003. Trong lần bầu cử này, bà Takaichi đã từng ngỏ ý muốn mời ông Abe quay lại ứng cử nhưng bất thành. Vì vậy, bà tự ứng cử mình để thực hiện hóa những chính sách theo tư tưởng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có đến hai người phụ nữ tham gia tranh cử vị trí chủ tịch. Nếu bà Takaichi hoặc bà Noda thắng, Nhật Bản sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử.